Cho đến bây giờ thì chúng tôi rất là bận việc cho nên có lẽ là ngày hôm nay thôi. Bởi vì là sau đó rồi sẽ có rất nhiều hội đoàn họ sẽ tiếp tục họ tổ chức nữa. Thấy không? Đẹp trai quá mà. Ê tôi nè. Trông trí thức đẹp trai quá. Chúc đi, gỡ dân nam tôi nè. Chấp, chấp. Nè anh muốn chụp anh chụp đi nè, chụp đi nè. Take it. Bastard. Rồi, cảm ơn anh. Bastard communist, take it. Chiến tuyến bây giờ là một đường máu, một là anh nợ máu bên này, hai là anh máu cộng sản, không có cần lùng xong được. 90 triệu người yêu nước chứ không phải chỉ một mình tôi. Rồi, cảm ơn bác nhiều. Lắm ai mà chụp hình tôi rồi gửi Việt Nam có tiền vậy lắm. Đã đạo tôi là người sang, tôi sai. Đối chung tôi sai là không. Đã đạo 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 tôi sai là không. Thưa tất cả đồng bào tham dự cuộc biểu tình ngày hôm nay, chúng ta phải tôn trọng luật pháp quốc gia, tôn trọng luật pháp Hoa Kỳ, vì vậy cuộc biểu tình này phải được tổ chức và quý vị tham dự biểu tình phải ở trong vòng trật tự, vì chúng tôi không muốn có một cái trở ngại nào hoặc chúng tôi không muốn có một cái hành động nào ngoài là khiêu khích trong cái cuộc biểu tình này. Chúng tôi xin lưu ý với quý vị như vậy, chúng ta không thể tạo những trở ngại cho cuộc biểu tình để cho nhân viên công lực phải can thiệp, và như vậy chúng ta đã mắc mưu vào cái đám cộng sản cho người đến phá hoại cuộc biểu tình. Tôi lưu ý với quý vị là chúng ta sẽ biểu tình cho ôn hòa và trật tự. Xin cảm ơn quý vị. Đó đâu? Đó đâu cộng sản? Đó đâu? Nó là thằng thiếu úy, chỉ dù thằng đó là bị thương, nó ở trong quân pháp, nó không phải là thằng đại quý thằng đội gì hết á, đừng có kêu nó đại quý, đừng mà nhiều người ở đây không lầm được, ai thằng nó cấp bậc đại quý, bộ quốc phòng thằng đâu? Lão cả, bữa kia nó họp ở đây ở Malaysia, xin nó đại quý, ngày còn nó đại quý sao? Xin mời quý vị còn tập trung ở ngoài. Một lần nữa, trân trọng kính mời tất cả quý vị còn đang tập trung ở ngoài. Xin quý vị tập trung vào ngay tại đây để chúng ta chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ và sau đó chúng ta sẽ tiến hành vấn đề biểu tình đồng bào người Việt. Xin phản đối báo người Việt. Đá đạo! Đá đạo!
hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Làm sao cho nước Nam từ nay luôn vững bền, cho thầy thời trên gương sao. Phút mặc niệm để tưởng nhớ tiền nhân có công dựng và giữ nước. Phút mặc niệm để tưởng nhớ tất cả các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Phút mặc niệm để tưởng nhớ tất cả những anh linh và phụ trợ để phụ trợ cho chúng ta trong cuộc chiến này đi đến thắng lợi, để dẹp bỏ những bọn tay sai nằm vùng nối giáo cho giặc. Như tờ báo Người Việt, phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt. Tôi là Liêm Thần, chủ tịch ủy ban truy tố tội ác Đảng Cộng sản Việt Nam, trưởng ban tổ chức cuộc biểu tình ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị ngày hôm nay đã hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban truy tố tội ác Đảng Cộng sản đến đây tham dự cuộc biểu tình để phản đối tờ báo Người Việt đã xúc phạm đến quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa, xúc phạm đến chính thể Việt Nam Cộng Hòa, xúc phạm đến tập thể dân quân cảng chính Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 8 và ngày 9 tháng 7 năm 2012, báo Người Việt đã cho băng một cái loạt bài ca tụng chính thể của Cộng sản Việt Nam và cha đạp lên chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Hành động này của báo Người Việt là một hành động vừa đánh và vừa đàn. Khi chúng ta phản ứng thì họ gửi thơ xin lỗi và sau đó họ vẫn phải tiếp tục sỉ nhục quân lực Việt Nam Cộng Hòa và chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Với tư cách là chủ tịch ủy ban truy tố tội ác Đảng Cộng sản, chúng tôi kêu gọi đồng bào phải có phản ứng mạnh mẽ với tờ báo Người Việt bằng cách thứ nhất, chúng ta không mua báo Người Việt, không đọc báo Người Việt, yêu cầu tất cả các doanh nhân, yêu cầu tất cả các cơ sở thương mại đã từng quảng cáo với báo Người Việt thì xin chấm dứt ngay. Và chúng ta phải chứng tỏ cho Đảng Cộng sản biết rằng cho dù Đảng Cộng sản có tổ chức một tờ báo hay Người Việt hay 100 tờ báo Người Việt thì rồi ra người Việt tị nạn trên khắp thế giới và tại quốc gia này cũng sẽ phát giác ra và chúng ta sẽ bóp nát nó ra từng mảnh một. Tổ quốc Việt Nam muôn năm! Việt Nam Cộng Hòa muôn năm! Đã đâu còn báo Người Việt? Đã đâu? Không đỡ còn báo Người Việt? Đã đâu? Đã đâu bè lũ báo Người Việt? Đã đâu? Đã đâu bè lũ báo Người Việt? Đã đâu? Đã đâu bè lũ báo Người Việt? Đã đâu? Tay tay trong bè lũ Cộng sản Việt Nam? Đã đâu? Đã đâu? Kính thưa quý vị, lần này là lần chúng ta phải dứt khoát với tờ Người Việt, bởi vì qua lời anh Liên Thành trình bày cũng như tất cả những cuộc biểu tình của những năm vừa qua, chúng ta đã quá nhượng bộ với tờ báo Người Việt. Nhưng đến ngày hôm nay, báo Người Việt nhất định lộng hành coi người Việt hải ngoại chúng ta không là cái gì cả. Đại đạo báo Người Việt! Đại đạo Cộng sản Gia Đắc! Đại đạo Cộng sản Gia Đắc! Chúng tôi yêu cầu tất cả đồng bào đứng bên kia đường xin trở lại phía bên này. Đó là khu vực chúng ta không thể đứng được. Xin đồng bào đứng về bên này. Xin ba vị cầm cờ xin trở lại phía bên này. Chúng ta phải tôn trọng luật pháp. Chúng ta không thể để một cái cớ nhỏ nhặt nào để cảnh sát phiền hà đến chúng ta. Xin yêu cầu đồng bào trở lại phía bên này. Chúng ta biểu tình trong trật tự. Xin mời trở lại phía bên này. Thưa quý vị, ở bên Pháp tôi đã theo dõi nhiều trên Internet và ngày hôm nay cái kỳ họp vừa rồi của ban tổ chức chúng tôi đã có tham dự và chúng tôi thấy rằng báo Người Việt là một kết luận báo Người Việt là một thành phần tuyên huấn của Việt Cộng. Thực ra
bao người Việt không có xin lỗi chúng ta. Bao người Việt đã có lường gạt chúng ta, cũng như là Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lường gạt quốc dân ta từ năm 1945 tới nay. Bao người Việt phải ta nào, chúng ta có ba cách. Cách thứ nhất, cùng nhau không đọc báo người Việt. Không đọc báo người Việt tức là chúng không có độc giả. Chúng không có độc giả thì đương nhiên những người quảng cáo người ta sẽ bỏ chúng. Dù rằng báo người Việt có được yểm trợ của Việt Cộng chăng nữa, thì như quý vị đã biết, Việt Cộng chỉ sử dụng những kẻ nào có làm lợi cho chúng. Bây giờ chúng không được, chúng không làm lợi cho Việt Cộng được, bởi vì chúng ta không đọc báo, chúng ta không đăng quảng cáo, thì tự nhiên Việt Cộng sẽ từ bỏ cái báo người Việt và báo người Việt sẽ thất bại trên phương diện tuyên truyền cho Việt Cộng. Chính sách Việt Cộng nó là như thế. Cộng đồng quốc gia nhưng mà lại bủ đít cộng sản liên tục liên miên. Down with báo người Việt, down with báo người Việt. Báo người Việt đã làm như vậy, nếu chúng ta không làm gì hết, chúng ta cứ thờ ơ như một số người đã thờ ơ, thì đó là có tội với dân tộc, với người Việt quốc gia, với lá cờ vàng ba sọc đỏ. Ai khiêu khích cộng đồng người Việt quốc gia? Báo người Việt! Đã báo người Việt! Đã đâu? Tao là cái con người đàn bà cũng vì cộng sản mà bỏ bác chạy vào Nam, là bệnh nhân chợ quán cũng vì cộng sản. Mà tao nói hơn tí là ôi trời mắc cỡ lắm. Mấy tụi mày là nhà báo không lẽ không học bằng tao hay sao? Tao đánh vần mà chữ không ra nữa, sai lên sai xuống mà đi cứ lạc đường ấy, lạc đường lên lạc đường xuống à? Thế là nhà báo là còn cái sự hiểu biết hơn tao nhiều chứ, tại sao lại cứ sai cái này lại lỗi cái khác? Giả đò nói chơi cho vui vậy đó thôi chứ làm gì có chuyện đấy. Một ánh mắt đưa qua là đủ rồi, chứ không phải là nói cái này ôi trời ơi sai cái này, nó cố ý nó làm chứ nó phải vô ý. Luật nào chủ cô này, cô đem hình này về trình cho trước tân lan. Tôi là trước võ sơn về quảng trường tân lan kìa. Cô lê